Sehun SNSD, gái ngoan có tiếng, nay đóng phim đề tài BDSM, netizen sốc nặng. Mới đây, Netflix đã chính thức tung teaser bộ phim sắp phát sóng mang tên Love and Leash. Cặp đôi chính trong phim là em út SNSD Sehun và bạn diễn kém 6 tuổi Lee Jun Jong, Yukis. Theo như hình ảnh trong poster, phim lấy bối cảnh trong văn phòng dựa trên mối quan hệ đồng nghiệp của cặp đôi chính. Đáng chú ý, Sehun gây bất ngờ với hình ảnh tay cầm roi, diện trang phục nửa kiến nửa hở, mang giày cao gót và táo bạo đặt chân lên vai bạn diễn. Ngoài ra, poster còn gây tò mò khi kèm theo dòng chữ tôn trọng sở thích cá nhân, sự lãng mạn tuân theo từ trên xuống. Bên cạnh đó, đoạn teaser còn cho thấy hai nhân vật chính đang tận hưởng một trò chơi đóng vai đặc biệt tại văn phòng. Sehun thắt chặt bạn diễn bằng sợi dây tím, Jun Jong không hề sợ hãi mà còn vô cùng háo hức khi được trói lại, cho thấy sự táo bạo của cả hai. Sau khi poster và teaser của Love and Leash được tung ra, cư dân mạng đã há hốc ngạc nhiên khi Sehun chấp nhận tham gia bộ phim về DBSM, sở thích tình dục bao gồm các hoạt động nhập vai thành người thống trị và kẻ phục tùng hay bạo dâm. Bởi em út SNSD luôn được biết đến với hình ảnh của một idol nữ sở hữu vẻ đẹp ngây thơ, thanh khiết và dịu dàng. Cũng vì vậy mà vai diễn này được xem là màn bứt phá và đổi mới hình ảnh của nữ idol. Dù bất ngờ với hình ảnh mới của cô, nhưng đông đảo khán giả đều dành cho Sehun nhiều lời khen ngợi. Sehun sinh năm 1991 là một nữ ca sĩ và diễn viên người Hàn Quốc. Cô lần đầu tiên ra mắt công chúng với vai trò em út của nhóm nhạc quốc dân SNSD. Không chỉ vậy, Sehun còn đảm nhận vai diễn trong các vở nhạc kịch cũng như nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như Personal Lives, Hello Dracula, I Saw Marriage, My Antiphon. Vào tháng 10 năm 2017, Sehun quyết định không gia hạn hợp đồng cùng SM Entertainment. Theo Sehun, cô muốn tập trung vào sự nghiệp diễn xuất dưới sự quản lý của công ty giải trí khác. Tháng 5 năm 2018, Sehun xác nhận đóng vai chính Seon Ji-hun trong bộ phim Cham của đài MBC. Đây là vai diễn đầu tiên của cô sau khi rời SM. Tuy nhiên, nữ ca sĩ có khởi đầu không mấy thuận lợi. Trong Cham, Sehun đóng cặp cùng nam diễn viên Kim Jun-hun. Tại buổi họp báo ra mắt bộ phim năm 2018, Kim Jun-hun bị công chúng chỉ trích gay gắt khi anh có thái độ khó chịu, cố tình phớt lờ, từ chối tương tác cùng Sehun. Jun-hun yêu cầu cắt giảm tối đa phân đoạn lãng mạn trong bộ phim. Lúc ghi hình, anh không chịu nhìn thẳng vào mắt Sehun. Thậm chí sau khi chạm vào tay nữ ca sĩ, Jun-hun cố tình lau sạch tay bằng giấy ướt. Thái độ làm việc không chuyên nghiệp của bạn diễn khiến Sehun chịu nhiều áp lực. Nhân viên đoàn làm phim tiết lộ với Star Today rằng cô đã bật khóc trên phim trường. Trong quá trình ghi hình và quảng bá cho Sam, Sehun luôn duy trì phong cách làm việc chuyên nghiệp. Cô chưa từng lên tiếng chỉ trích Jun-hun. Nữ ca sĩ dự kiến chuyện cô phải chịu áp lực từ loạt hành động thiếu trách nhiệm của bạn diễn. Công chúng chỉ phát hiện toàn bộ sự việc sau khi scandal hành xử thô lỗ của nam diễn viên nổ ra vào đầu năm 2021. Nhiều khán giả khen ngợi thái độ nghiêm túc cùng nỗ lực làm việc của Sehun. Một số ý kiến bày tỏ sự cảm thông với áp lực và khó khăn mà nữ ca sĩ phải đối mặt, đặc biệt khi Cham là một trong những bộ phim đầu tiên Sehun đóng vai chính. Tháng 3 năm 2019, Sehun ký hợp đồng cùng Nammo Actor, công ty quản lý của nhiều diễn viên nổi tiếng như Park Min Young, Lee Jun Ki, Ji Sung. Cô hoạt động tích cực hơn ở lĩnh vực diễn xuất. Khi chọn kịch bản, Sehun luôn ưu tiên những vai diễn độc đáo mới lạ mang tính thử thách. Sau 2 năm vắng bóng màn ảnh, vào tháng 11 năm 2019, Sehun nhận lời tham gia bộ phim ngắn Hello Dracula, bộ phim đề cập tới mối quan hệ tình cảm đồng giới. Trong phim, Sehun đóng vai Anna, một giáo viên tiểu học công khai mình là người đồng tính nữ. Hello Dracula tập trung phản ánh những khó khăn mà cộng đồng LGBT phải đối mặt trong cuộc sống. Sau khi Hello Dracula lên sóng, phần thể hiện của Sehun nhận nhiều đánh giá tích cực. Không ít khán giả cho rằng năng lực diễn xuất của Sehun đã tiến bộ rõ rệt. Anna trở thành một trong những vai diễn nổi bật nhất của cô. Mới đây, Sehun nhận lời đóng phim về đề tài nhạy cảm và nhận được nhiều bình luận khen ngợi từ netizen. Trong cuộc phỏng vấn với The First Look, Sehun chia sẻ về cách cô chọn kịch bản. Tôi không muốn giới hạn bản thân, do vậy khi cân nhắc một tác phẩm, tôi có xu hướng loại bỏ vai diễn giống với những nhân vật tôi từng đóng. Thực tế, Sehun cảm thấy áp lực về việc thay đổi hình ảnh của mình. Nữ ca sĩ thường xuyên tự hỏi tại sao mọi người chỉ quan sát thấy một khía cạnh của cô. Trớ trêu thay, tôi không biết bạn có tính cách như vậy, là điều tôi nghe thấy nhiều nhất từ những người thực sự quen biết tôi, Sehun tiết lộ. Chia sẻ với W Korea, Sehun cho biết cô cảm thấy việc công chúng tỏ ra ngạc nhiên mỗi khi cô thể hiện một trong nhiều khía cạnh khác nhau của mình rất thú vị. Tôi nghĩ đây là lợi thế khi làm diễn viên. Nếu tôi hoàn thành tốt vai diễn, dù trước đó mọi người nghĩ nhân vật đó thực sự không phù hợp với cô ấy, điều này có thể gây tác động lớn hơn nữa, Sehun tiết lộ.